Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi Phật Cổ. Giờ mình đang nghỉ ngơi. Đằng sau mình này. Đằng sau mình là mình mới phát xong bạn. Mình phát được một nửa, còn một nửa. Giờ mình đang nghỉ ngơi và chuẩn bị xong. Nhé. Và bây giờ cũng xong rồi đây các bạn ạ. Đấy, đằng sau mình mới xong lắp cái cước. Đấy các bạn thấy không? Có đằng sau mình này. Đến thực sự đây các bạn ạ. Giờ đang phát có mà trời mưa. Hiện tại bây giờ là mình đang nấp ở dưới cánh cành cây bạn nha. Mình đã dựng nên. Đấy các bạn. Đang phát có mà trời mưa. Giờ phải nấp thôi. Tí nữa mưa tạnh rồi mình sẽ ra tiếp. Đây máy cưa. Với đấy đồ dùng mình quay video. Đấy. Và cước đồ dùng mình. Trong lúc chờ đợi mình nói chuyện với các bạn đây. Hành trình của mình phát có ngày hôm nay cũng xong rồi đây các bạn ạ. Hiện tại bây giờ là mình sẽ đi về nha. Mình xin chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chào các bạn.